VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mới đây thì có một cái vụ việc đã xảy ra về hai nghi phạm bị truy nã ở Mỹ, và khi mà bỏ về Việt Nam để mà lẩn trốn thì cái quá trình mà những cái ngày lẩn trốn ở Việt Nam của hai nghi phạm này thì diễn ra cũng khá là kịch tính. Và trong video hôm nay, nội dung VTV muốn chia sẻ đến cho quý vị biết về hành trình những cái ngày lẩn trốn ở Việt Nam của hai cái nghi phạm này và cũng đã bị truy nã và bị bắt tại Việt Nam như thế nào. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung của video này. Bị cảnh sát Mỹ truy nã đỏ vì tình nghi sát hại hai người thì Polly Phan và Jaden Nguyễn đã bỏ trốn về Việt Nam trong cái mác là đi du lịch, ăn chơi và tìm người kết hôn. Polly Phan 26 tuổi và Jaden Nguyễn là 25 tuổi, bị cáo buộc giết hai người ở thành phố Houston của bang Texas vào hồi tháng 1. Họ mang lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng Thư ký Interpol ban hành ngày 18 tháng 4 với tội danh giết người có khung hình phạt tử hình. Bộ Công an nhận thông tin hai nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này đã nhập cảnh và lẩn trốn tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự C02 cũng đã chỉ đạo phòng truy nã tội phạm tập trung lực lượng để phối hợp cùng với công an các địa phương truy tìm. Mục đích là để bắt bằng được hai người này nhằm phòng ngừa và không để cho họ tiếp tục gây án phạm tội tại Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 6, thì sau hơn 2 tháng lần tìm khắp các cái tỉnh thành, quý vị, trinh sát truy nã đã phát hiện người đàn ông rất giống với Polly Phan. Khi mà nghi can này đang sống tại căn nhà ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, được người quen đứng tên thuê giúp thì anh ta rất ít ở nhà, thường đến phòng gym hay thâu đêm suốt sáng tại những cái quán nhậu, quán bar hay là vũ trường. Và sau khi mà xác định nghi can chính là Polly Phan thì nhiều mũi trinh sát được huy động theo dõi mọi động tĩnh xung quanh căn nhà, nơi mà có cái khả năng là hang ổ nhóm tội phạm ẩn nấp đó. Thì những cái quá trình theo dấu nghi can đó quý vị, cảnh sát không phát hiện đồng phạm Jaden Nguyễn. Và Polly Phan chủ yếu là đi về một mình, nhưng luôn trong trạng thái phòng ngừa và để ý những người xung quanh. Kế hoạch vây bắt nghi phạm là phải bất ngờ, hạn chế tối đa khả năng anh ta chống cự, gây hại đến những người dân xung quanh. Do vậy, khi mà Polly Phan vừa đến phòng tập thể hình, thì nhiều trinh sát đã ập vào khống chế. Và Polly Phan khai rằng ngay khi mà cùng với Jaden Nguyễn nhập cảnh Việt Nam để chia làm hai hướng lẩn trốn và cắt đứt mọi liên hệ để mà tránh lộ tung tích, thì số tiền mà người này tiêu xài trong thời gian qua là do những đồng phạm ở bên Mỹ cung cấp cho. Cùng với thời điểm thì Jaden Nguyễn cũng bị phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk, quý vị. Trong mác là Việt Kiều về nước du lịch và có ý định là cưới vợ ở Việt Nam. Với cái ngoại hình điển trai thì anh ta quen biết và đã có tình cảm với một cô gái xinh đẹp. Khi mà Jaden Nguyễn tìm đến nhà, tỏ ý muốn kết hôn và hứa rằng là sẽ bảo lãnh vợ sang Mỹ, thì gia đình của cái cô gái này cũng đã rất yêu quý và vui mừng đón nhận. Họ đồng ý cho anh ta tá túc mà không biết đó là gì, là người đang mang lệnh truy nã của Interpol. Và hai ngày sau khi mà đồng phạm Polly Phan bị bắt, hôm 22 tháng 6 thì Jaden Nguyễn cũng bị trinh sát phòng truy nã khống chế ngay tại nhà của cô người yêu đó. Thì khi biết sự thật về con rể tương lai thì cả gia đình cô ấy đã suy sụp và hoảng loạn. Ngay sau đó thì Bộ Công an đã phối hợp cơ quan thực thi pháp luật Mỹ để di lý hai nghi phạm này về nước. Theo đài ABC 13 thì Sở Cảnh sát thành phố Houston cáo buộc Polly Phan và Jaden Nguyễn đã giết chết hai người ở khu West DC Jester vào ngày 27 tháng 1. Đầu tiên là cảnh sát phát hiện nạn nhân Dana Ristan, 35 tuổi, bị bắn chết tại hiện trường, trong khi bạn của nạn nhân là James Martin, 37 tuổi, đã mất tích. 5 ngày sau thì họ tìm thấy thi thể của Martin bị trói bằng băng dính và bị bắn nhiều phát, nằm trong cốp sau chiếc xe bị bỏ lại tại bãi đậu. Các điều tra viên cho rằng là động cơ Polly Phan và Jaden Nguyễn bắn chết hai nạn nhân vì tranh cãi về ma túy, sau đó là bỏ trốn tới Việt Nam. Cảnh sát đã tìm thấy cần sa ở nhiều địa điểm tại hiện trường cùng với nhiều cọc tiền có tổng giá trị 35.980 đô giấu trong tủ lạnh, quý vị.
Thầy Thị Vũ, 23 tuổi, là bạn gái của Polifan, bị truy tố với cáo buộc là tìm cách xóa dấu vết hiện trường bằng cách mua dụng cụ và lau rửa cái khu vực xảy ra tội ác. Cái Thị Vũ thì sau đó được tại ngoại, nhưng mà phải nộp lại hộ chiếu và phải đeo vòng giám sát. Cái Thị Vũ khai rằng là Martin từng đe dọa nhiều người, trong đó có bạn trai cô. Và Martin cũng nợ bạn trai cô 40.000 đô. Sau khi một cái giao dịch liên quan tới ma túy không diễn ra như kế hoạch. Tuy nhiên rằng cảnh sát tin Martin và Phan từng có tranh chấp liên quan tới nợ nần. Sau khi mà Poly Phan và Jordan Nguyễn bị di lý về Mỹ, quý vị, lãnh đạo Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã thăm Việt Nam ngày 11 cho tới ngày 16 tháng 7, đánh dấu cái chuyến thăm chính thức đầu tiên của lực lượng này. Thì các cuộc gặp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ thuộc phòng truy nã tội phạm thuộc C02 phía Nam. Và vị Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns bày tỏ rằng là chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ công an Việt Nam nhằm tìm ra những cá nhân này để mà họ phải đối mặt với công lý tại Mỹ. Thì cái sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Mỹ đã đảm bảo an toàn hơn cho cả hai nước. Và tôi hy vọng việc di lý những kẻ thù ác này sẽ an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân. Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thì đã phối hợp và để bắt và di lý hai đối tượng Mỹ bị truy nã quốc tế vì cáo buộc giết người. Vào ngày 20 và ngày 22 tháng 6, thì Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ để bắt Poly Phan và Jordan Nguyễn. Theo như thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, thì Phan và Nguyễn bị cáo buộc giết hai người ở thành phố Houston của bang Texas, quý vị. Ở Mỹ, hồi tháng 1, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với hai đối tượng này. Và Poly Phan thì bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi là Jordan Nguyễn bị bắt tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, đánh dấu kết thúc chiến dịch truy bắt chung xuyên quốc gia kéo dài 4 tháng. Hai người bị di lý về Mỹ từ tháng trước. Và theo đài ABC thì Poly Phan năm nay 26 tuổi và Jordan Nguyễn là 25 tuổi thì bị sở cảnh sát thành phố Houston truy nã liên quan đến vụ giết người ở cái khu West DC Jester vào ngày 27 tháng 1, đó quý vị. Cảnh sát khi đó thì phát hiện rằng là Dana Riddan, 35 tuổi thì bị bắn chết tại hiện trường, trong khi bạn của cái anh này là Jay Martin, 37 tuổi cũng đã mất tích. Vào ngày 1 tháng 2 thì cảnh sát phát hiện thi thể của Martin trong cốp sau một chiếc xe bị bỏ lại tại bãi đậu trong tình trạng là bị trói bằng băng dính và bị bắn nhiều phát. Các điều tra viên cáo buộc Poly Phan và Jordan Nguyễn đã bắn chết hai người này vì xảy ra cái vấn đề tranh cãi về ma túy, sau đó thì bỏ trốn tới Việt Nam. Và sau cái chuyến di lý nghi phạm, lãnh đạo Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cảnh sát Tư pháp Mỹ thì đã thăm Việt Nam vào ngày 11 cho tới ngày 16 tháng 7, thì đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của lực lượng này. Thì cuộc gặp cũng đã diễn ra để bày tỏ cái sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ của phòng tội phạm truy nã đó. Cái chuyến thăm thì cũng nhằm để tăng cường quan hệ thực thi pháp luật song phương thông qua các cái cuộc thảo luận về tập huấn đào tạo và cũng như là cam kết của hai bên trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia đó quý vị. Và qua cái câu chuyện này thì cũng nhiều khán giả đã để lại và cũng như là bày tỏ những cái ý kiến rằng là có những cái comment thì rất là hay quý vị. Trốn đâu không trốn, trốn ở Việt Nam thì cứ xác định là bị tóm, chắc chắn 100%. Công nhận là phải khẳng định là công an của Việt Nam rất là giỏi trong việc là truy bắt, truy tìm ra những cái kẻ tội phạm đã lẩn trốn một thời gian khá dài đó quý vị. Và một vị khán giả khác cũng đã bày tỏ rằng là nghi phạm quốc tế mà vào Việt Nam trốn thì chỉ có tàn đời thôi. Đến Việt Nam trốn là dở rồi. Và đây cũng tiếp theo một bình luận này cũng có để lại một vài lời. Nhìn cũng đẹp trai, thân thiện mà lại giết người. Đúng là nhìn mặt không bắt hình dong được. Trốn đâu không trốn, trốn sang Việt Nam là hết đường chui. Rất là nhiều những cái ý kiến của các quý vị khán giả cũng đã để lại cho cái nội dung này. Thì quý vị cũng đã thấy rằng là gì? Cái việc mà gây ra tội phạm sau đó thì lẩn trốn thì hầu như là không có trốn lâu được quý vị. Bởi vì
Ông cha ta thường có câu là gì, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra thôi. Chúng ta làm một cái việc gì đó khuất tất, phạm tội thì chắc chắn là nếu như mà chưa có bị bắt thì chúng ta phải sống dằn vặt từng ngày quý vị ạ. Những cái việc mà chúng ta gây ra, nếu như cái việc mà sai trái đó, rất khó để chúng ta có thể quên được, bởi vì cái lương tâm của chúng ta kiểu như là cắn rứt đó quý vị, không thể nào mà ăn ngon ngủ yên được. Cho nên là cái việc mà lẩn trốn, tức là gây ra phạm tội ở một quốc gia khác và trốn về một quốc gia khác, thì ở đâu cũng vậy thôi quý vị, lưới trời lồng lộng, không có thoát được. Chúng ta đã vi phạm pháp luật, chúng ta đã gây ra một cái tội ác nào đó, thì chắc chắn là sớm hay muộn thì cũng sẽ bị lộ ra và bị bắt thôi quý vị. Cho nên là cũng không nên dính líu vào những cái vụ việc nó quá là phức tạp như vậy. Vâng, và nội dung của video ngày hôm nay về TV muốn chia sẻ tới đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.